Hello, chào các bạn. Gió mùa Đông Bắc về, rất là lạnh. Trời ơi, lạnh thế. Hôm nay đi đá bóng. Đi đá bóng sau ngày về vẫn mặc áo cộc, đi qua sân Mỹ Đình ấy. Đội mình đang đá với lại Borussia Dortmund ấy. Mà lạnh quá, thôi chẳng thèm đứng lại cổ vũ luôn. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để sử dụng cái Adjustment Layer để chỉnh màu video với Filmora 12 nhé. Filmora 12 nhưng mà phiên bản mình đang dùng ấy chỉ là bản dùng thử thôi nhé. Các bạn đừng đừng kiểu tải và cập nhật lên cái bản mới ấy, tại vì nó chưa ra. Filmora 12 nó sẽ ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2022. Thì khi đó thì các bạn sẽ có quyền cập nhật lên. Mình nhắc lại là nếu như là bạn nào mà mua Filmora trong vòng 3 tháng tính từ ngày ra đời Filmora 11 ấy, thì các bạn sẽ được cập nhật lên hoàn toàn miễn phí nhé. Thế còn bạn nào mà mua Filmora 9 bản quyền trọn đời thì các bạn cũng được cập nhật lên miễn phí. Còn lại thì các bạn sẽ phải trả thêm phí. Mất hai mấy đô ấy, chắc phải hơn 500 nghìn đấy. Bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ kiểu giúp các bạn cập nhật. Tất nhiên là mình sẽ trả tiền bằng thẻ của mình ấy, để cập nhật thì các bạn vẫn chuyển tiền cho mình như bình thường. Ok. Còn bạn nào muốn mua Filmora thì xem cái thông tin mình đặt ở dưới phần mô tả ấy. Ok. Bây giờ sẽ vào trong cái màn hình của mình nhá. Ví dụ ở đây là cái video GoPro nhé, mình quay bằng GoPro 7 ấy, GoPro Hero Black 7. Mình quay một đoạn thôi. Thực ra thì cái đoạn này mình quay linh tinh thôi, quay mình đi lại ở ngay chỗ gần nhà mình ấy. Nó là cái giới thiệu của cái video mà kiểu tập tạ giảm cân của mình. Thì để mà chỉnh màu bằng cái adjustment layer nhé, thì bây giờ bạn sẽ đi vào phần này, phần media nhé. Các bạn chọn vào media, sau bạn chọn vào phần adjustment layer này thì nó có hai phần, một là preset, hai là custom. Thì cái preset này là cái các bạn dùng nhé để bạn chỉnh màu, thế còn custom này là cái mà các bạn lưu lại. Ví dụ cái adjustment layer này mà bạn chỉnh màu các thứ xong rồi bạn thích cái style đấy thì bạn lưu nó lại, lần sau bạn chỉ việc kéo cái này xuống thôi, custom xuống thì là bạn không cần phải chỉnh màu lại. Đó, đơn giản như thế, nó giống như mấy cái lắt ấy. Ok, bắt đầu thì bạn sẽ chọn vào preset, sau đấy bạn sẽ chọn vào adjustment layer và bạn sẽ đặt nó ở trên cái video mà bạn muốn chỉnh màu. Ví dụ ở đây mình muốn chỉnh cả cái đoạn này, như là có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái clip này chẳng hạn. Bình thường Filmora 11 là bạn sẽ phải chỉnh một cái, sau đấy bạn kích chuột phải, bạn copy effect từ cái này bạn dán sang cái này để cho nó đỡ mất thời gian. Thế còn bây giờ Filmora 12 ấy, thì các bạn sẽ chỉnh ở chỗ này. Chỉnh một cái rồi sau đó bạn kéo dài cái adjustment layer là xong. Cái này nó rất là giống với lại Premiere Pro rồi Final Cut Pro ấy, hoặc là mấy cái phần mềm edit video chuyên nghiệp ấy. Ok, thì để chỉnh thì các bạn sẽ kích đúp vào cái adjustment layer ở đây nhé. Sau đó các bạn đi tiếp vào phần color nhé. Thì ra cái adjustment layer này nó còn bao gồm cả mấy cái như kiểu là to nhỏ video, các thứ scale up, scale down, các thứ linh tinh. Nhưng mà mình chỉ chủ yếu phần chỉnh màu. Và bây giờ bạn nhớ là Filmora 12 bây giờ nó không mở cho mình cái công cụ chỉnh màu nâng cao nữa, mà bây giờ nó tất cả nó đều chỉnh ở đây. Thì cái này cũng tương đối là phiền, và mình cũng đề xuất với họ là nên giữ nguyên cái như cũ và thêm cho mình một số cái hữu dụng. Ví dụ ở đây người ta vẫn có là cái HSL này nhé. Để chỉnh từng màu trong video ấy thì các bạn có thể chọn HSL, gọi là Hue Saturation và Luminance. Hoặc là các bạn có thể dùng cái curve là kiểu đường cong để chỉnh contrast, hoặc là chỉnh màu luôn, red green blue ở đây cũng được. Đấy, hoặc là các bạn ví dụ bạn muốn chỉnh màu da, bạn có thể chọn bút chọn màu, bạn ấn vào đây màu da này. Đó thì nó ra cái điểm này, bạn tăng lên. Tăng sáng của cái màu da lên. Thì cái này là cái curve, thì các bạn thích thì các bạn có thể dùng. Tuy nhiên là bây giờ nhá, để mình reset nó lại. Bây giờ là nó không mở cho bạn cái cửa sổ nâng cao nữa, mà tất cả bạn phải chỉnh ở đây. Đó, và cái histogram thì bây giờ bạn không nhìn thấy chỗ này nữa, mà bạn sẽ nhìn thấy ở chỗ này. Ví dụ cái video này bạn muốn bật cái histogram lên thì bạn bật ở chỗ này. Đó, histogram này nó sẽ thể hiện ra vùng sáng, vùng tối, rồi màu sắc các thứ. Thích thì các bạn bật, ở ngoài các bạn cũng bật được. Ok, và bây giờ cái phần adjustment layer bạn muốn quay trở lại chỉnh màu thì các bạn sẽ nhấn vào phần basic nhé. Basic này thì thông thường ấy thì sẽ dùng basic để chỉnh thôi. Ví dụ video GoPro mình quay là cái profile là flat, thì bây giờ mình muốn tăng cái contrast lên là 1, với thứ hai tăng saturation. Cái này gọi là color correction nhé, tức là kiểu đem màu nó về nguyên bản của nó. Thế còn nếu mà mình muốn làm color grading, tức là mình muốn kiểu biến đổi màu sắc các thứ ở trong video ấy, thì mình phải can thiệp bằng cái này, công cụ HSL chỗ này. Nhưng mà thôi mình cứ basic á.
Đầu tiên để tăng contrast thì mình sẽ kéo xuống chỗ này, phần color đây nhé, contrast đây. Mình có thể kéo cái thanh này nhé. Thông thường cái GoPro của mình ấy, mình sẽ tăng contrast lên khoảng tầm 70, 69, 70 gì đấy, 70 đấy. Thì để nó tăng cái contrast của video, đấy là một. Với thứ hai là mình sẽ tăng cái saturation. Saturation này thực ra thì nó cũng kiểu con dao hai lưỡi ấy. Mình có thể tăng nhiều trông cái mặt mình nó đỏ đỏ này, đấy trông đỏ. Nhưng mà mình sẽ tăng vừa vừa thôi. Đó, tăng về như này thôi. Còn cái độ sáng của video là exposure thì có thể mình sẽ tăng một tí. Tại hôm nay mình quay là cái trời nó hơi kiểu hơi nhiều mây. À, mình sẽ tăng cái exposure lên một tí. Đó, ok. Như vậy là cũng ok rồi. Và bây giờ đây là cái video mà trước khi mình chỉnh màu và sau khi mình chỉnh màu bằng adjustment layer. Đó. Đây là trước nhé, đây là sau. À, các bạn nhìn thấy nhé. Bây giờ để mà chỉnh cho tất cả cái này thì bây giờ mình không cần phải chỉnh từng cái nữa. Và bây giờ mình chỉ kích vào map của cái adjustment layer và mình kéo hết thôi. Đó, ok. Đây là một loại nhé. Ví dụ video này quay cùng ngày, cùng điều kiện ánh sáng các thứ thì mình chỉ việc kéo thôi. Chứ còn nếu mà cái chỗ này là ban ngày, chỗ này tối, chỗ này kia thì mình phải cắt cái adjustment layer này ra làm nhiều cái và chỉnh từng đoạn. Các bạn tưởng tượng là video quay buổi sáng thì chỉnh nó sẽ khác với video quay buổi tối, buổi chiều nó lại khác, và thời tiết nắng nó khác, rồi thời tiết có mây nó lại khác. Đó, thì là cách chỉnh. Ok, nếu như mà bạn nào muốn can thiệp thêm vào phần color grading, là tức là kiểu chỉnh các cái màu sắc ở trong video, thì các bạn dễ nhất là các bạn có thể thêm cho nó một cái lớp màu. Thì để thêm một lớp màu thì bạn có thể thêm trực tiếp vào cái adjustment layer này luôn nhé. Ví dụ mình sẽ đi đến effect này, sau đó mình chọn là filter and LUT nhé. Bây giờ nó chia ra cái thư mục này cũng ok được. LUT, sau các bạn chọn vào cái phần free. Trong cái free này thì các bạn có nhiều cái này, movie 12, movie 13, rồi cyberpunk, rồi các kiểu ấy. Là cái lớp màu, ví dụ cái lớp màu Tuan Orin là cái mà mọi người hay dùng nhé. Để mình tìm cái Tuan Orin, mình tìm ở đây, Tuan là xanh, Orin là cam, tức là màu xanh và cam, nó kiểu giống như màu của cái phim, cái video của bạn Sam Coder ấy. Bạn hay dùng cái màu Tuan Orin. Ví dụ mình muốn dùng cái này thì mình sẽ kéo và mình thả thẳng nó vào cái adjustment layer. Và nhìn này, nó đã ra kiểu màu teal and orange, đúng không? Rất là đẹp. Thế nếu như mình muốn chỉnh cái gọi là opacity của cái lớp màu đấy thì mình kích đúp vào cái adjustment layer này. Sau mình chọn là effect. Trong effect này thì có phần opacity, tức là kiểu độ đậm nhạt của cái lớp màu ấy. Thì mình có thể giảm nó đi. Giảm một tí thôi, nhưng mà nó tùy vào mắt của người và tùy vào mỗi cái. Ví dụ mình có thể tắt bật cái LUT ở đây này, tắt LUT này, bật này. Đó, bạn nhìn này, nó rất là khác, đúng không? Đây là cái thứ nhất. Ví dụ mình không thích cái này chẳng hạn, mình muốn kiểu dùng một cái khác, holiday này chẳng hạn, mình cũng kéo mình thả trực tiếp vào đây. Đó, mình phải tải đó và mình trực tiếp vào đây. Sau đó mình kích đúp vào adjustment layer. Ví dụ bây giờ mình tắt cái Tuan Orin này đi nhá, mình để lại mỗi cái holiday thôi. Đó, mình có thể kiểu kéo cái opacity nó xuống một tí. Đó, trông nó cũng được. Ok, thì đấy là cái cách mà bạn dùng cái adjustment layer để chỉnh màu cho video nhé. Bây giờ bạn không còn cái công cụ này nữa này. Đây là có cái công cụ chỉnh màu, nó chỉ ra là cơ bản thôi, chứ nó không có là ra kiểu cái bảng gọi là kiểu bảng nâng cao nữa. Đấy là Filmora 12 và đây là bản dùng thử. Thì mình nếu mà nếu trong trường hợp mà cái bản chính thức nó ra ấy, mà nó giữ nguyên cho mình cái công cụ nâng cao ấy, thì mình sẽ làm lại một cái video khác để mình hướng dẫn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta phải chấp nhận với cái này thôi. Còn nếu như là bạn muốn kiểu chỉnh màu cho một video ấy, thì bạn cũng kích đúp vào video nhé. Sau đi đến phần color này, nó cũng có ra cái bảng nguyên si giống như thế. Color mask, highlight, rồi roundness size, vignette, rồi shadow, highlight, tất cả ở đây hết. Bạn điều chỉnh ở đây hết nhé. Và các bạn nhớ là mỗi cái effect này các bạn đều có keyframe ở bên này. Nếu thích thì các bạn có thể add keyframe. Nhưng mà thông thường thì thôi, chỉnh màu thì cứ chỉnh hết thôi. Đây là cách để các bạn chỉnh. Còn nếu như bạn thích cái này, bạn muốn lưu cái này lại, thì các bạn ấn vào phần layer. Sau đó các bạn tìm vào đây, Save as custom. Mình sẽ lưu cái này, cái view, cái adjustment layer này. Kích vào OK. Quay trở lại phần media trong phần custom này. Đó, đây có custom 1, custom 2. Phần custom 2 này chính là cái lớp màu mới của mình. Tức là cái adjustment layer mới của mình. Mình có thể kích chuột phải, mình rename nó, đặt tên nó lại. Đây, đặt lại. Đây là adjustment 2 chẳng hạn. Ok, thì lần sau nếu như mà mình thích thì mình có thể kéo cái này xuống, mình áp dụng cho tất cả video của mình. Nó cực kỳ đơn giản, đỡ phải mất thời gian. Ok, video hôm nay làm ngắn thế thôi. Mình hy vọng là nó hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh của mình nhé.
đăng ký và ấn like và subscribe và comment các kiểu để cho kênh của mình sớm ngày đạt được 100.000 sub. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn nhớ xem cái demo của cái video này ở cuối nhé. Goodbye.